Xin chào các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 2, ngày cuối cùng của tháng. Tiết trời bên ngoài ảm đạm với những cơn mưa rả rích và cái lạnh se sắt. Cái rét buốt này dự kiến sẽ kéo dài đến hết chủ nhật tuần này, khiến cho chúng ta cảm thấy uể oải và chán nản. Tuy nhiên, đừng vội buồn nhé các bạn. Hãy cùng tôi nhìn nhận những khía cạnh tích cực của ngày cuối cùng trong tháng này. Thứ nhất, tháng 2 là tháng ngắn nhất trong năm, chỉ có 28 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã vượt qua được 1/4 chặng đường của năm 2024. Hãy tự hào về bản thân vì đã hoàn thành được những mục tiêu và dự định trong tháng 2 nhé. Thứ hai, tháng 2 là tháng của những ngày lễ tình yêu. Mặc dù hôm nay trời mưa và lạnh, nhưng chúng ta vẫn có thể dành cho nhau những lời yêu thương ấm áp. Hãy gọi điện thoại hỏi thăm người thân, bạn bè hoặc đơn giản là dành thời gian bên gia đình để cảm nhận sự ấm áp của tình yêu thương. Thứ ba, sau những ngày mưa lạnh, trời sẽ lại ấm áp trở lại. Theo dự báo thời tiết, thứ hai tuần sau, trời sẽ hừng nắng và ấm áp hơn. Hãy cùng nhau hy vọng vào những ngày tươi sáng phía trước nhé. Cuối cùng, hãy biến những ngày mưa lạnh này thành cơ hội để chúng ta làm những điều mà mình yêu thích. Hãy đọc một quyển sách hay, xem một bộ phim lãng mạn hoặc đơn giản là cuộn tròn trong chăn ấm và nghe nhạc. Hãy tận hưởng những giây phút thư giãn và bình yên bên cạnh những người thân yêu.